7. Con này mới lấy xe từ tháng ra. Hôm nay bác chủ mới lấy qua là ghép lên mình để lắp đặt và chơi ô tô. Thì con XL7 này lên cái màn DVD tiền camera 360. Đây. Con Eleview S3 bản Sony. Các bạn coi cấu hình sơ này. Chuẩn camera HD cực nét, điều khiển giọng nói, góc nhìn đa dạng này, cảm biến đỗ xe này, khởi động tức thì này, hiển thị theo tốc độ. Thì bác chủ này mới lấy xe, thì có hai cái là cần lên. Thứ nhất là nhu cầu về nghe nhạc giải trí, thứ hai là hỗ trợ lấy xe. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi về bên ngoài trước nha. Đây, cái này là cái camera trước gắn ở dưới cái logo. Các bạn nhìn thôi, rất là ngon và thẩm mỹ. Nếu mà đứng từ xe là gần như là không để ý, là không thấy được con cam. Đây, các bạn thấy đấy, rất là thẩm mỹ chứ, nhìn cực kỳ ngon. Ngay dưới cái số, ngay dưới cái logo thôi. Tiếp theo là hai cái camera ở gương. Đây, các bạn đi coi cam gương này. Nếu mà mình đứng thẳng mình nhìn thì cũng không thấy cam được. Đó, camera gương này nó rất ôm, rất là sát. Đứng không để ý nha, đứng không để ý thì không nhìn thấy được trên cam đâu, chỉ nhìn thấy được cái gương thôi. Đó, gần như là đi như lúc đầu luôn. Rồi, tiếp đến là camera phía sau. Đây anh em coi, cam sau được gắn ngay cái vị trí cam pin đó. Đó, nếu mà đứng nhìn bình thường này nè các bạn, không để ý hay tầm mắt này là không thấy cam. Khi nào mình nhìn sâu xuống thì mới thấy được con cam thôi. Đó, gắn rất là thẩm mỹ, cực kỳ thẩm mỹ luôn. À, chào anh em, đây là cái nội thất của cái màn Eleview S3 bản Sony. Màn hình kích thước tầm 9 inch. Con này lên tầm 9 inch thôi, chứ lên 10 inch thì nhìn nó rất là xấu, nó choáng tầm nhìn. Nó cao lên tới đây, nếu mà 10 inch là cao lên chút rồi. Và độ dài nó dài ra qua hai bên thì nhìn nó hơi xấu. Thì tầm 9 inch là vừa đủ rồi. Bây giờ mình test tính năng chút xíu cho các bạn coi về cái 360 nhá. Còn cái cấu hình màn DVD Android thì tầm RAM tầm 2GB là vừa đủ xài rồi, không cần nhiều. Bây giờ mình đi trên đường thực tế để cảm nhận về cái cam 360 này. Thứ nhất là nó sẽ kích hoạt 360 dựa vào những cái tín hiệu. Đầu tiên là xi nhan này, nếu mà mình bấm xi nhan phải. Con này có cả đánh lái nha các bạn. Đó, cái vạch đánh lái các bạn có thể nhìn vô cái vạch đánh lái, các bạn xem được cái mình đánh lái được bao nhiêu góc, bao nhiêu độ. Bắt đầu chạy này. Nó đang bật hay tắt đây. Đấy, các bạn nhìn thấy này, cái mình chuyển cam trực tiếp trên màn hình này rất là tiện nha. Các bạn muốn xem trái phải không cần xi nhan, đằng trước này. Nếu mà các bạn muốn xem bên phải có vật cản gì không, thì thay vì bạn đang đi thẳng thì các bạn không bao giờ bạn phải không bao giờ xi nhan cả, thì bạn bấm vào đây coi là bên phải có cái vật cản gì hay không. Xem phía sau. Giờ đi nhanh thì lại xem đằng trước. Chuyển được 2D và 3D. Khi nào các bạn muốn xem cam hai bên thì bấm vào cái ưu tiên này. Đó,
trên màn hình cũng được. Thì các bạn đây, trái phải đây. Bấm trên mấy cái biểu tượng cũng được. Rồi, mình vòng quay lại, test lại cái cam luôn. Cam 360 này thì chip xử lý của nó là chip Sony, nên là các bạn nhìn thấy cái độ phân giải và hình ảnh rất là sắc nét. Như là mình bấm vào cái biểu tượng thì nó sẽ không tự tắt cam được, còn khi nào nó tự động hoạt động theo tốc độ thì nó sẽ tự động tắt khi mà vượt quá tốc độ 30 km/h, còn khi mà mình đi với tốc độ thấp dưới 10 km như nãy mình cài đặt á thì nó sẽ tự động nó bật cam lên. Giờ mình thử test cái tính năng gọi cam bằng giọng nói thử coi. Chỉ cơ thì lên được. Mở camera trước. Đấy. Anh ở đâu anh? Mở camera phía trước. Mở camera phía sau. Mở YouTube. Ở Việt Map các đầu khác thì không thể đọc được. Giống như mình trước này. Bên hông này. Nó sao vậy? Mình chuyển 2D này, 3D này. 3D này. Sau này. Trước này. Mình vừa test xong tính năng của bộ mặt nền cam 360 LVOS 3 bản Sony. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.